Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến kênh VPN 2020. Hôm nay mình muốn quay video clip về cái giường của mình. Cái giường mình trồng cỏ mà lúc đó cỏ xấu quá nên mình phải gãi hết, mình lấy cỏ cũ lên, lấy đất mới về để mình trồng cỏ. Mà trồng chưa được thì mình phải mướn cái công ty đó tới nó phun cái cỏ lên cho cỏ nó dễ mọc. Xin mời các bạn đón xem video clip nha. Bây giờ mình cỏ của mình nó già, nó chết đi. Giờ mình phải làm một lớp đất mới. Mình sẽ cào cho nó có một cái đường rãnh như vậy nè, rồi để mai mốt gì đó cái công ty đó tới nó phun cỏ lên. Bên kia cỏ sân nhà ta đẹp không? Cỏ sân mình xấu quá nên phải mướn cái công ty đó tới nó làm nó phun lên. Mà trước hết là giờ bây giờ là mình phải lấy cái đồ cào này. Mình cào hết cái giường này luôn. Tại trên đó nó có nhiều đá lắm. Nếu mà mình cào kỹ á, thì sẽ đá nó sẽ ra vậy nè. Thì cỏ nó sẽ mọc đều hơn. Với lại lúc mình cắt cỏ nó không có bị giăng đá qua chỗ vô nhà hoặc giăng đá vô người. Nguy hiểm lắm. Vậy thì mình phải cào lên hết. Mấy đóng như vậy, chút nữa mình lấy xe cút kít ra mình hốt. Các bạn thấy không? Đó. Rồi chuẩn bị ngày mai hay mốt thì nó sẽ tới nó phun cỏ. Cái gì mình quay video clip cho các bạn coi. Bây giờ mình làm tiếp. Bây giờ mấy bạn của mình tới nó dùng mấy cái đồ nghề của nó. Cái loại này mấy cái này nó làm cỏ nên nó có cái đồ nghề bự hơn, nó vắt mấy cái đá lẹ hơn cái của mình bên kia. Nó rắc đều hơn cái này nha. Để nó làm cái chỗ đi, mai mốt mình trồng hoa ngay góc này, còn cái khung này mốt mình sẽ đập bỏ đá vô. Cái chỗ này cái nước cái máng xấu này nó chảy xuống dưới đất rồi nó có cái nước nó nói ra xuống ngoài kia để nó khỏi nước khỏi chảy vô nhà. Đây bên cửa bên hông ra vô. Nó rất đều vô. Giờ mấy chỗ này làm đều ra rồi cái mấy bữa nữa nó sẽ tới lại cỏ để ngày mai hoặc ngày mốt mình làm từng đống nha. Thế là mình hốt mình xe cút kích này mình đổ. Có đồ rác này bự hơn nên nó rác dễ cắt được đá rồi nó làm đều hơn nữa, làm cái chỗ sân của mình nó bằng phẳng hơn. Rồi mình để lên chiếc xe cút kích này đẩy ra mình đổ ở sau vườn trong rừng có rừng cây thôi. Này mày đá rồi.
sạch sẽ, không có đá nhiều, cỏ nó dễ mọc. Chỗ đá này là dưới đó có ống nước để nó dẫn nước, trong cái giường thì nhiều nước quá, xuống cái rãnh này nó chạy vô cái ống này, cái ống nó chạy ra đường. Hôm nay xe cỏ nó tới, nó xịt cỏ, cái này là hydro glass. Cỏ nó trộn trong này. Cái máy xe này, cái xe để xuống, cái xe xịt ra. Vậy nó làm cỏ nó mọc lên lẹ, với mấy bữa mưa nó sẽ lẹ lắm. Tại vì sắp tới mùa hè mà cỏ sân cỏ mình nó không có cỏ cũng kỳ lắm, nên mình để cỏ vậy mình làm cho nó lên cho nó lẹ, chứ mình trồng hạt thì nó hơi lâu với lại nó không đều nữa. Mới để rải gần hết nửa cái sân rồi.
xịt xong mấy tỏi trên giường mình cái là bắt đầu có cái máy để nó hút cái ống rồi. Cái giường của mình đây à, cũng có một xanh nha, nhìn nó mát mắt hơn luôn các bạn. Sau khi khoảng chừng 3 ngày, bữa mình phun cỏ là bữa thứ tư. Và đây 3 ngày sau, mình sau một trận mưa, hai trận mưa, mình bắt đầu mình thấy cỏ bắt đầu xanh xanh lên rồi. Cỏ bắt đầu lúng cái đầu nó lên tí rồi. Mà thấy không, cái loại cỏ thì nó mọc lẻ lắm, tại vì trong đó nó trộn phân với lại trộn mấy cái chất có cái miếng vải trong đó nữa, nó mấy cái vải nó xây nhuyễn ra, mấy cái vải đó làm cho cái hạt cỏ nó mau nảy mầm. Đây rồi, mình thấy này khoảng chừng 2 tuần sau khi mình rải ấy cỏ rồi các bạn. Mình trước mình phun cỏ dần 2 tuần bắt đầu cỏ lên nhiều à. Mình thấy không, có mấy chỗ này thì mấy chỗ mà nó còn chỗ này nó chưa có lên, tại mình chưa tưới nước đủ, với lại mấy bữa nay không có trời mưa nên nó lâu lên. Mình thấy không, nó trong này thì trong này mát à, nó cỏ nó mập lên nhiều hơn tí. Đó, bên đây nó mọc cũng ok rồi, lúc trước đã lúc trước nhiều trước đất không thấy xấu, giờ cỏ lên thấy đẹp hơn tí, mát mắt đỉnh tí. Đấy, thấy không, nó còn mấy chỗ lồi lõm như chỗ này thì nó không à, sau khi 2 tuần rưỡi mấy chỗ cỏ này nó mọc lên, bữa nó xịt cỏ giờ nó mọc lên, có mấy chỗ nó mọc chưa đều tại vì mình tưới nước không đều, cỏ mới nó cần rất là nhiều nước nên mình phải tưới liên tục ngày 2 lần. Bạn thấy không, sân mà có cỏ thì nó nhìn nó mát lắm. Mình sẽ cho làm mấy cái cây, mấy cái khuôn để trồng cây trồng rau ăn cho qua mùa hè. Cảm ơn các bạn đã coi video clip này, hẹn các bạn video clip lần tới. Các bạn đừng quên subscribe cho channel VPN 2020. Cảm ơn các bạn thật nhiều, bye bye.